Không có bổi nè em ơi. Trước mình nghe nó có đây có ăn con mà mình xuống mình test hoài không có. Con này mình thấy nó cũng có cháo chở được chút nè em, mình thấy nó thúc rồi không có bổi rồi nó cũng chiêu nó mời nè. Con mồi này mồi lỡ nghe anh em. Con mồi này là 7 triệu. 7 triệu là chơi được con này nhưng mà mình không có gặp được con bổi nữa chứ. Mình không có cắm giò nha. Không có cắm giò cây nào chứ. Cho nó có miễn cho nó xuống cho nó đá luôn. Ngặt không có ở đây test khó kiếm kiếm được con bổi lắm. Để mình bắt cái con chim cho nó bo thử coi có nào. Thank you.
Cũng không có bỏi anh em ơi. Kèo này là kèo hai rồi đó. Mình thử coi kèo này kèo thứ hai là không có con nào. Không có bỏi cho nên mình không có test được anh em. Không có biết cái sức của nó chơi làm sao nha. Nhưng mà đi ra ruộng thì ra đồng thì nó chơi ok gì là được rồi. Nó cũng có biết vài bài cháo chở hơi hơi được rồi, nhưng mà chưa có đụng bỏi mình không có biết. Bây giờ ra nó chơi gì đó thì con mồi này nói chung thì con mồi lỡ thôi. Nó cũng có bắt có mấy con bỏi hà, nhưng mà chưa biết cái nước chơi của nó hết mức ra làm sao nữa. Mình đây không có test được con bỏi nào chứ, ở đây khó kiếm bỏi lắm em ơi. Mình đi ra cái chỗ công trình này dữ lắm, lớn mà không có luôn. Công trình này rất là lớn, để anh quay cho anh em xem nè. Lớn mình mong không là lớn. Rồi con mồi này nói chung con mồi lỡ anh em nào bắt thì ok, con này giá nó 7 chai. Anh em nào thích thì alo mình ha. Mình chỉ đi test vậy thôi cho anh em biết thôi, còn chưa có gia chạm với con bổi thì mình không có biết được, còn phải có gia chạm mình vẫn cho nó gia chạm luôn, mình không cắm một cây bẫy nào chứ. Cho nó vô thoải mái luôn, cho nó đá luôn. Ngặt không có bổi. Ở đây rất khó kiếm bổi nha anh em. Vô thôi. Chưa bắt bỏi được, không muốn vô nè. Rồi anh em nào cần thì alo mình nha. Cái con này mình đi hai kèo rồi, nãy kèo giờ